Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của em Nhi ha lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống mai ghép giống siêu bông Bình Lợi ha, hàng bonsai trung cho cô chú anh chị mình mua về mình chờ Tết năm 2025 cô chú anh chị ha. Cây thân lắc cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị, rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào ủng hộ cho em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi anh chào em Nhi ha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin lưu cô chú anh chị lô mai giống nha. Cảm ơn cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ em ạ. Như cây clip hôm nay mã số 35H là một cây giảo siêu bông Bình Lợi nha. Rồi, cái này cái tàn nè cô chú anh chị, vô dây rồi ha. Hoành 15. Cái tàn khủng khiếp cái tàn. Dòng cũ 39. Cây co lắc ha. Cao 71. Bo này mới dặm sao. 70. Mới lên cái tàn nè. Này ghép được có 3 bo thôi mà cái tàn khủng khiếp. Dạ, cây này đẹp nha, để cô chú anh chị cần xem mình giá chỉ 700.000 nha. Rồi, đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 36H nha cô chú anh chị. Là một cây siêu bông Bình Lợi luôn nha. Rồi. Cây này co lắc ha, cây này về mình sửa bay cũng ok lắm nha cô chú anh chị. Hoành được 13. Rồi. Cao 48. Rồi. Cái ngang được 48. Cây này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá cái này chỉ 550. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 37H. Rồi. Một cây siêu bông Bình Lợi luôn nha. Cây này co lắc rất là quái luôn cô chú anh chị ha. Rồi, đo thông số cây này luôn đi em. Dạ. Hoành 14. Rồi. Dòng cũ 39. Cao được 38. Chiều ngang nó mình được 30. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình nè. Giá này là 400.000 nha. Rồi 400.000 luôn ha. Dạ. Rồi lắc lò xo quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 38H. 38H cũng là cây siêu bông Bình Lợi luôn nha cô chú anh chị. Cây cái bo cực kỳ mướt ha, với cái vàng lá nhìn thấy là mướt, nhìn thấy nó mướt liền cô chú anh chị ha. Màu tươi xanh, mướt ruột luôn. Cây có đế cô chú anh chị ha. Hoành được 19. Rồi. Cao 63. Cái ngang được 53. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá này là 650 thôi nha. Rồi 650 mình bao ship luôn em ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 39H nha, một cái siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Cái này tàn quá trời. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Hoành 18. Rồi. Cao 67. Cái ngang 70. Cái này rồi. Em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 1 triệu đồng thôi nha. Rồi 1 triệu bao ship luôn em ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 40H nha cô chú anh chị. Rồi. Một cái siêu bông Bình Lợi nữa nha. Rồi, cái này ra gì mình sửa dán bay hay dán đổ cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Hoành được 17. Bo già ha. Cao được 37. Rồi. Tán ngang mình được 34. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này chỉ 450 thôi nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 41. 41H. Rồi. Một cây siêu bông Bình Lợi nha. Rồi. Này tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Đều tàn nha cô chú anh chị. Hoành được 17. Cây có nguyên cái cũ ha. Cao 56. Cái ngang được 60, cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 650 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, cây vô dây chỉnh sửa cái tàn khá đều sẵn luôn cô chú anh chị ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 42H nha cô chú anh chị, một rồi. Cái siêu bông Bình Lợi nữa. Cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bo già nha cô chú anh chị. Nè, tàn cực kỳ ấm ha, vô dây rồi hết nha cô chú anh chị. Hoành 18. Rồi. Dòng cũ 39. Cao 65. Rồi. Cái ngang được 57. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 700.000 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 43H nha cô chú anh chị. Bình Lợi một tiếp cây nha. Siêu bông Bình Lợi nữa. Cái này bo cực kỳ mướt luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn đều luôn nè. Rồi, thông số luôn em. Hoành được 14. Rồi. Cao 52. Cái ngang được 54. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá chỉ 550 thôi nha. Rồi. Quá đẹp. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 44H nha cô chú anh chị. Rồi. Cái siêu bông Bình Lợi nha. Cái này co rất là gắt luôn cô chú anh chị ha. Này chờ nó bự lên mới đẹp. Giờ rồi. Nhìn họ nhìn nó hơi hương xíu vậy. Nó bự lên nó như cái cây mã số 39H á cô chú anh chị ha. Tàn đều. Cây 43H tàn cũng đều. Cao 42, 41. Rồi. Cái ngang 50. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xa giá 400.000 thôi nha. Rồi. Và cũng là cây của clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cây nóng không nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị xem được cây nóng ủng hộ em Nhi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nha.